Chào mừng các em học sinh đã đến với tiết học âm nhạc lớp 2 ngày hôm nay. Các em thân mến, bây giờ thầy mời các em cùng quan sát những hình ảnh dưới đây và lắng nghe giai điệu sau. Từ đó cho thầy biết những hình ảnh này nằm trong bài hát nào mà các em đã được học ở tiết học trước nhé. Các em đã tìm ra câu trả lời chưa? À, đúng rồi. Xin chúc mừng các em đã có câu trả lời đúng, trùng với đáp án của thầy nhé. Hình ảnh và giai điệu các em vừa nghe và quan sát vừa rồi nằm trong bài hát Con chim chích chòe mà chúng ta vừa được học ở tiết học âm nhạc ngày hôm trước. Chủ đề 2, em yêu làn điệu dân ca, học hát bài Con chim chích chòe đấy. Và trong tiết học mới ngày hôm nay, thầy và các em sẽ cùng nhau ôn tập bài hát Con chim chích chòe, tìm hiểu về nhạc cụ song loan nhé. Chúng ta cùng đến với nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay, đó chính là ôn tập bài hát Con chim chích chòe. Nào, bây giờ thầy mời các em cùng quan sát màn hình và hát lại bài hát Con chim chích chòe cùng với nhạc đệm nhé. Và bây giờ, thầy mời các em cùng chuyển sang một nội dung rất thú vị trong phần ôn tập bài hát Con chim chích chòe nhé. Đó chính là vận động cơ thể. Thầy mời các em cùng quan sát lên màn hình. Bài hát Con chim chích chòe được viết ở nhịp 2-4. Bông hoa màu đỏ là phách mạnh, bông hoa màu vàng là phách nhẹ mà thầy đã đánh dấu ở lời bài hát. Và trong nội dung vận động cơ thể này, tương ứng với hai phách, thầy có hai hình thức vận động cơ thể. Đó chính là vỗ tay và búng tay. Phách thứ nhất tương ứng với bông hoa màu đỏ là hoạt động vỗ tay. Phách thứ hai tương ứng với bông hoa màu vàng, thầy sẽ đưa ra hình thức là hoạt động búng tay. Và bây giờ, thầy mời các em cùng quan sát lên màn hình và lắng nghe hoạt động thực hiện. Vận động cơ thể theo nhạc mẫu trong khuôn nhạc đầu tiên của bài hát Con chim chích chòe nhé. Có con chim là chim chích chòe, chưa nắng hè mà đi đến trường. Rất thú vị đúng không nào các em? Và bây giờ, thầy mời các em cùng quan sát lên màn hình và cùng nhau thực hiện vận động cơ thể theo bài hát Con chim chích chòe cùng với nhạc đệm nào. Bây giờ, thầy mời các em cùng chuyển sang nội dung thứ hai trong bài học ngày hôm nay. Đó là tìm hiểu về nhạc cụ song loan.
song loan là nhạc cụ gõ đặc trưng của Việt Nam, được làm bằng gỗ và có hình tròn dẹt. Khi chơi nhạc cụ này, người ta thường dùng tay tác động vào cần gõ, tạo âm thanh nghe đanh gọn và vang xa. Bây giờ, thầy mời các em sẽ cùng lắng nghe âm thanh của nhạc cụ song loan vang lên nhé. Âm thanh của nhạc cụ song loan vang lên rất hay và đặc sắc đúng không nào các em? Để tìm hiểu thêm về nhạc cụ song loan và âm thanh của chúng phát ra như thế nào, có khác biệt gì so với các nhạc cụ khác hay không, thầy mời các em chuyển sang nội dung khám phá cùng với thầy nhé! Thầy mời các em cùng quan sát lên màn hình. Trên màn hình chúng ta thấy là một âm hình tiết tấu được viết ở nhịp 2-4, gồm có 4 ô nhịp. Hai ô nhịp đầu tiên, thầy sẽ sử dụng nhạc cụ song loan để gõ đệm. Và hai ô nhịp tiếp theo, thầy sẽ dùng thanh phách để gõ đệm theo âm hình tiết tấu này. Các em thân mến, chúng ta vừa được quan sát và được lắng nghe âm thanh của hai nhạc cụ song loan và thanh phách vang lên qua phần gõ đệm theo tiết tấu. Vậy chúng ta thấy hai nhạc cụ này phát ra âm thanh có gì khác nhau nào? À đúng rồi, nhạc cụ song loan phát ra âm thanh nghe như những tiếng cốc cốc, còn thanh phách khi phát ra âm thanh nghe như tiếng cách cách. Âm thanh của nhạc cụ song loan phát ra nghe đanh gọn và vang xa hơn nhạc cụ thanh phách đấy các em ạ. Và sau đây, thầy mời các em cùng lắng nghe lại một lần nữa nhé. Các em có thể sử dụng song loan hoặc đồ dùng học tập có sẵn của mình như bút và thước kẻ để gõ xuống bàn theo âm hình tiết tấu này nhé. Các em thân mến, trong tiết học trước, thầy cùng với các em đã cùng nhau hát kết hợp vỗ tay theo phách bài hát Con chim chích chòe, đúng không nào? Và trong nội dung này, thầy muốn chúng ta vẫn hát kết hợp với gõ đệm theo phách nhưng không sử dụng vỗ tay nữa, mà chúng ta có thể sử dụng song loan hoặc đồ dùng học tập như bút hoặc thước kẻ để gõ đệm theo phách của bài hát Con chim chích chòe nhé.
Các em học sinh thân mến, trong tiết học ngày hôm nay, thầy và các em đã cùng nhau ôn tập bài hát Con chim chích chòe, tập gõ đệm và vận động cơ thể theo giai điệu của bài hát và tìm hiểu về nhạc cụ song loan. Sau tiết học này, các em hãy học thuộc bài hát Con chim chích chòe, tập luyện gõ đệm và vận động cơ thể, cũng như biểu diễn bài hát bằng nhiều hình thức tự tin hơn nhé. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các giờ học âm nhạc sau.